Tổng số ca tử vong do dịch COVID-19 tại châu Á đã vượt con số là 10.000 người trong tổng số gần 270.000 ca mắc. Thống kê tính đến ngày 8 tháng 5 thì cho thấy là tình hình dịch ở châu Á diễn biến khả quan hơn so với những khu vực khác như là châu Âu hay Bắc Mỹ. Tuy nhiên, nguy cơ tái bùng phát thì vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ. Theo hãng tin AFP, đứng đầu về số ca tử vong tại châu Á là Trung Quốc, tiếp đó là Ấn Độ và Indonesia, Tuy nhiên, Trung Quốc đến nay đã cơ bản kiểm soát được dịch, với số ca mắc mới trong những ngày gần đây đều dưới 10 và chủ yếu là trường hợp nhập cảnh. Trong khi đó, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày quay trở lại mức hai con số và đang đứng trước nguy cơ tái bùng phát lây nhiễm tại thủ đô Seoul. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 13 ca nhiễm mới trong ngày 8 tháng 5, tất cả cũng liên quan đến một người bệnh. Người này xét nghiệm dương tính hôm 7 tháng 5 và trước đó đã tới 5 hộp đêm. Còn tại khu vực Đông Nam Á, Singapore vẫn là quốc gia có số ca mắc cao nhất khi đã ghi nhận hơn 760 ca mắc mới trong ngày. Dịch cũng diễn biến phức tạp tại Philippines với 11 ca tử vong và 120 ca mắc mới trong ngày mùng 8 tháng 5.